Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng Zalo. Đó là hướng dẫn cho các bạn cách tắt định vị Zalo trên điện thoại Android để tránh bị làm phiền. Đôi khi bạn bị làm phiền bởi tin nhắn từ những người lạ hay từ những người dùng tính năng tìm anh đây trên Zalo. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt định vị trên Zalo nhằm hạn chế bị làm phiền khi sử dụng ứng dụng này. Thì hướng dẫn sau đây được thực hiện trên cả điện thoại Android và iPhone. Bạn nên cập nhật Zalo ở phiên bản mới nhất để trải nghiệm đầy đủ các tính năng của ứng dụng này nha. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập ứng dụng Zalo. Tiếp theo trong cái mục kính lúp đó các bạn nhắm vào và tìm cái từ khóa là tìm quanh đây. Thì các bạn nhắm vào nha. Tiếp theo các bạn hãy chọn về quan tâm. Thì một thông báo hiện ra thì các bạn hãy nhấn vào bắt đầu ngay. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào cho phép truy cập. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào dấu mũi tên ở bên trên góc phải màn hình điện thoại ngay chỗ mà tìm bạn nam nữ 15 đến 80 tuổi đó thì các bạn hãy nhấn vào dấu mũi tên ở đó nha. Tiếp theo các bạn hãy nhìn xuống đến cuối cùng, các bạn có thể thấy dòng chữ xóa vị trí để tránh làm phiền thì các bạn hãy nhấn vào xóa vị trí để tránh làm phiền nha. Thì ngay sau đó Zalo sẽ quay lại giao diện như hình bên dưới, có nghĩa là bạn đã tắt định vị thành công rồi. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tắt định vị Zalo trên điện thoại Android để không bị làm phiền bởi những người lạ. Thì nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy like và share video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.